Điệp viên hoàn hảo, 5. Còn lại một mình. Chế độ Ngô Đình Diệm đang tiến gần đến bờ phá sản. Sự hiếu chiến của bà Trần Lệ Xuân, thường được gọi là Madame Nhu, đã trở thành biểu tượng của chế độ Ngô Đình Diệm. Các nhà báo trở thành mục tiêu đặc biệt của bà. Sự thiếu hụt những thông tin đáng tin cậy đã tạo điều kiện cho Phạm Xuân Ẩn, với tư cách nhà báo, trở nên được quan tâm. Vì ông có khả năng cung cấp những thông tin mà cánh phóng viên ở Sài Gòn cần. Tình báo Mỹ đã ít nhất 2 lần tìm cách tuyển mộ Phạm Xuân Ẩn làm việc cho CIA mà không thành. Trong khi đó, tình báo Cộng sản đã thâm nhập mọi tầng lớp xã hội miền Nam Việt Nam, kể cả thâm nhập vào chính các cơ quan tình báo của miền Nam là những đơn vị có nhiệm vụ phải loại trừ Việt Cộng. Một bộ ba điệp viên Cộng sản len vào xào huyệt chính quyền Sài Gòn lúc đó là Phạm Xuân Ẩn, Ba Quốc, tức là thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Trần Đức và Phạm Ngọc Thảo. Cứu mạng Trần Kim Tuyến. Năm 1962, bác sĩ Trần Kim Tuyến và nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác không còn nghe lời Madame Nhu trong các vấn đề chính trị nữa. Trong một lá thư gửi cho Ngô Đình Diệm, Trần Kim Tuyến thúc giục Diệm phải gạt bỏ bà Nhu ra khỏi trung tâm sân khấu chính trị. Khi Ngô Đình Nhu, em trai Tổng thống Diệm và cũng là chồng của bà Trần Lệ Xuân, biết chuyện lá thư của Trần Kim Tuyến, liền cho khai tử số phận chính trị của Trần Kim Tuyến. Ngay lập tức, Trần Kim Tuyến bị cử đi làm việc tại Tổng lãnh sự quán ở Cairo, Ai Cập. Trước khi rời Sài Gòn đi nhận nhiệm vụ mới, Trần Kim Tuyến vạch ra một kế hoạch đảo chính, rồi mang ra thảo luận các chi tiết của kế hoạch đó với Phạm Xuân Ẩn và một số người khác. Sau đó, Trần Kim Tuyến rời Sài Gòn nhưng không đi Cairo, mà đến Hồng Kông và dừng lại ở đó. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị giết ở phía sau chiếc xe bọc thép do Mỹ sản xuất. Sau cuộc đảo chính, Trần Kim Tuyến từ Hồng Kông trở về Sài Gòn, nhưng lập tức bị chính quyền bắt giam vì bị tình nghi là kẻ âm mưu đảo chính. Trần Kim Tuyến bị giam 2 tháng trong nhà tù biệt lập, bị tra tấn, bỏ đói và bị lột hết quần áo, sống trần truồng giữa bầy chuột. Phạm Xuân Ẩn cho biết chính Phạm Ngọc Thảo đã sử dụng ảnh hưởng của mình để Trần Kim Tuyến được phóng thích ra khỏi nhà tù. Tại một trong những cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với Phạm Xuân Ẩn, tôi đã nói đùa rằng bác sĩ Trần Kim Tuyến hóa ra là người thế nào mà cả Ba Quốc, Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo đều bắt đầu sự nghiệp từ tổ chức của ông Tuyến. Phạm Xuân Ẩn nói, bác sĩ Trần Kim Tuyến là bạn của tôi, cũng là bạn của ông Phạm Ngọc Thảo nữa. Tôi không phải là người duy nhất cứu mạng sống của ông Trần Kim Tuyến. Ông Phạm Ngọc Thảo cũng tham gia cứu Trần Kim Tuyến, vì ông Tuyến đã giúp thả rất nhiều người của chúng tôi bị cầm tù, sau khi ông ấy không còn được anh em Diệm Nhu tin cậy. Một người rời vị trí. Ba Quốc là một trong những trợ lý trung thành của Trần Kim Tuyến. Ba Quốc hoạt động trong cơ sở tình báo số H67 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Cục miền Nam. Điệp viên Ba Quốc đã hoạt động hơn 20 năm ở miền Nam Việt Nam. Sau khi vượt qua được các cuộc sát hạch bằng máy kiểm tra nói dối, Ba Quốc được chuyển sang làm việc tại một đơn vị mới được lập ra là Bộ phận Tình báo trong nước thuộc Tổ chức Tình báo Trung ương miền Nam Việt Nam, CIO của Trần Kim Tuyến. Ba Quốc làm trợ lý cho lãnh đạo Bộ phận Tình báo ở trong nước này. Ở vị trí này, Ba Quốc được tiếp cận với hầu hết các tài liệu quan trọng trong mạng lưới tình báo miền Nam Việt Nam. Ba Quốc bị lộ trong một trường hợp hoàn toàn bất ngờ. Hôm đó, Ba Quốc đã gặp người liên lạc lâu năm của mình là Bảy Ánh tại một chợ đông người, trao cho Bảy Ánh hàng chục cuộn phim. Bảy Ánh phải chuyển tiếp tài liệu và phim cho một nữ liên lạc trẻ tuổi để mang tới căn cứ ở Củ Chi. Thật không may cho người nữ liên lạc trẻ tuổi này, cảnh sát bất ngờ chặn chiếc xe buýt đi Củ Chi để tìm kiếm một người nào đó. Toàn bộ hành khách trên xe buýt bị tạm giữ để khám xét nhằm khẳng định có Việt Cộng nào trên xe không. Tình cờ, khi khám đồ của hành khách, cảnh sát đã tìm thấy những tài liệu tình báo trong túi sách của người nữ liên lạc. Rất nhanh chóng, chỉ trong vài ngày, cơ quan phản gián đã lần ra được điệp viên Ba Quốc. Nhưng Ba Quốc đã kịp trốn thoát vào rừng trước khi cảnh sát ập đến nhà để bắt ông. Chỉ còn một người. Nhiệm vụ của Phạm Ngọc Thảo là làm mất ổn định chính quyền Sài Gòn. Phạm Ngọc Thảo trở thành một chuyên gia lật đổ nổi tiếng,
thường cấu kết với bác sĩ Trần Kim Tuyến và các tướng lĩnh của quân đội miền Nam Cộng Hòa để làm tất cả mọi điều, miễn là có thể làm mất uy tín của chính phủ Sài Gòn. Phạm Ngọc Thảo và Phạm Xuân Ẩn là chỗ bạn bè. Phạm Ngọc Thảo đã hoạt động như là một trong những trợ lý được tin cậy nhất của Ngô Đình Diệm. Ông đã làm cho chính quyền Ngô Đình Diệm tin rằng ông thật sự tin tưởng vào sự nghiệp chống cộng sản, đồng thời muốn giúp đỡ Ngô Đình Diệm làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Nhiệm vụ bí mật của Phạm Ngọc Thảo được cấp cao nhất là Bộ Chính trị Trung ương Đảng chấp thuận. Sau đó, Phạm Ngọc Thảo được cử sang học ở trường chỉ huy và tham mưu của Mỹ tại Kansas. Ông từng được đề bạt lên quân hàm đại tá làm chỉ huy trưởng các lực lượng vùng tỉnh Vĩnh Long, sau chuyển sang làm chỉ huy trưởng các lực lượng vùng tỉnh Bình Dương, rồi tỉnh trưởng tỉnh Bến Tre. Phạm Ngọc Thảo trở thành một trong những nhân vật thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho dự án đô thị nông nghiệp, thôn ấp hiện đại tự quản. Phạm Ngọc Thảo biết rõ chương trình này sẽ vấp phải sự phản đối của nông dân. Đó chính là lý do tại sao Phạm Ngọc Thảo đưa ra đề nghị về dự án này mạnh mẽ nhất. Chương trình này đã gây ra sự phản đối và cô lập chính quyền Ngô Đình Diệm. Khi dự án này bị hủy bỏ, Phạm Ngọc Thảo tập trung vào vấn đề xây dựng ấp chiến lược. Ông thuyết phục Diệm cho xây dựng ấp chiến lược thật nhanh chóng và cũng là để chính quyền bị chỉ trích trong chính sách này. Phạm Ngọc Thảo đã giúp làm suy yếu Diệm và Nhu bằng cách giúp cho chương trình Bình Định Nông Thôn nhanh chóng thất bại. Phạm Ngọc Thảo là một nhân vật lớn trong cơn xoáy lốc của các âm mưu phá hoại ngầm, rồi cuối cùng là hủy hoại các chương trình đó. Phạm Xuân Ẩn cho biết, nhiệm vụ được giao cho Phạm Ngọc Thảo khác với nhiệm vụ của tôi. Ông ấy có nhiệm vụ làm mất ổn định của chế độ Diệm và vạch âm mưu đảo chính, còn tôi là một nhà tình báo chiến lược. Nhiệm vụ của ông Phạm Ngọc Thảo nguy hiểm hơn nhiệm vụ của tôi rất nhiều. Tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng, vì sao rất nhiều người khâm phục Phạm Ngọc Thảo? Phạm Xuân Ẩn, một người bạn chơi với Phạm Ngọc Thảo từ bé, nói: Phạm Ngọc Thảo là người mà suốt cuộc đời đã một mình đơn độc chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Phạm Ngọc Thảo bị giết chết ngày 17 tháng 7 năm 1965. Người ta tin rằng chính Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh hành quyết Phạm Ngọc Thảo. Phạm Xuân Ẩn nói, đó là điều mà lúc nào tôi cũng sợ. Có thể một ngày nào đó tôi bị lộ, cảnh sát liền ập đến văn phòng tạp chí Time để bắt tôi. Và thậm chí có thể tồi tệ hơn nữa là tôi bị bắt trong trường hợp không có người chứng kiến. Sau đó tôi sẽ bị tra tấn trước khi bị giết. Con sói Phạm Xuân Ẩn bây giờ thật sự cô đơn. Phạm Xuân Ẩn vẫn tiếp tục với sứ mạng ở phía trước. Nhiều cấp trên của Phạm Xuân Ẩn nhận định rằng sau đảo chính Diệm Nhu, Mỹ sẽ tìm cách rút khỏi Việt Nam. Nhưng mà Phạm Xuân Ẩn đã nghĩ khác. 6. Những tấm huân chương. Từ năm 1960, lực lượng giải phóng ở chiến trường miền Nam phát động liên tiếp các đợt tiến công quy mô kết hợp với đấu tranh chính trị, với đấu tranh vũ trang mà cao trào là phong trào đồng khởi. Đứng trước tình hình trên, tướng Marcel Taylor được phái sang Việt Nam để hành động gấp, giúp chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy lùi phía Cộng sản. Tổng thống Kennedy cũng cử sang Sài Gòn một phái đoàn khảo sát kinh tế do tiến sĩ Eugene Stanley thuộc Viện Nghiên cứu Stanford dẫn đầu. Kế hoạch Stanley Taylor hay chiến tranh đặc biệt ra đời. Như lời Tổng thống Kennedy thì để thắng được trong cuộc chiến tranh này, các sĩ quan và binh lính của chúng ta phải hiểu và biết kết hợp các biện pháp chính trị, kinh tế và dân sự với nhau trong khi thực hiện các nỗ lực quân sự. Phạm Xuân Ẩn tiết lộ rằng lúc đó tướng Võ Nguyên Giáp đã cử hai phái đoàn sang nước ngoài, một đoàn sang Moscow để trao đổi với các nhà vạch kế hoạch quân sự Liên Xô về cách chống lại chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Nhưng người Nga thì chỉ biết mỗi chiến tranh thông thường. Tướng Võ Nguyên Giáp sau đó cử phái đoàn thứ hai sang gặp các tướng lĩnh Trung Quốc từng có kinh nghiệm chống lại các lực lượng của Liên Quân trong cuộc chiến Triều Tiên. Nhưng người Trung Quốc cũng chẳng giúp gì được nhiều. Phạm Xuân Ẩn nói, đến lúc đó tôi mới lập ra chương trình giúp đối phó lại. Chính tôi là người đã giúp mọi người hiểu về cuộc chiến tranh kiểu mới của Mỹ. Vì thế mà tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng phấn khởi. Ngày 28 tháng 12 năm 1962, Sư đoàn 7 quân đội Việt Nam Cộng Hòa đóng quân tại đồng bằng sông Cửu Long, nhận được chỉ thị phải bắt giữ được một điện đài của các lực lượng vũ trang quân giải phóng đang hoạt động gần làng ấp Bắc Tiền Giang. Thế nhưng cuộc càn quét vào ấp Bắc đã bị lực lượng Cộng sản đánh tan. Với trận thắng ấp Bắc ngày
mùng 2 tháng 1 năm 1963, Trung ương Cục miền Nam đã phát động một phong trào thi đua với ấp Bắc trên toàn miền Nam Việt Nam. Tài liệu dự báo tình báo đặc biệt của CIA ngày 17 tháng 4 năm 1963 đã đưa ra kết luận rằng một nhân tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Việt Cộng là hệ thống tình báo có hiệu quả của họ, chứng tỏ rằng Việt Cộng đã có khả năng duy trì được sự bao quát tình báo đối với mọi cấp, cả quân sự lẫn dân sự của chế độ miền Nam Việt Nam. Trong trận ấp Bắc, có hai tấm huân chương quân công được trao. Một huân chương được trao cho chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang giải phóng Nguyễn Bài. Tấm huân chương kia được trao cho Phạm Xuân Đần vì đã kịp thời gửi những báo cáo giúp làm thay đổi bản chất của cuộc chiến tranh. Sau này, Phạm Xuân Đần kể lại: "Tôi không bao giờ dám đeo tấm huân chương đó cho đến khi nào cuộc chơi kết thúc. Tôi sẽ chỉ vui lòng đeo tấm huân chương ấy vào ngày miền Nam được giải phóng." Ông Mười Nho, một chỉ huy của Phạm Xuân Đần thời gian đó nhớ lại: "Năm 1962, ông Hai Trung, bí danh của Phạm Xuân Đần, đã gửi cho chúng tôi 24 cuộn phim về toàn bộ các kế hoạch liên quan đến chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Có đến cả 1 tỷ đô la, chúng tôi cũng không thể mua được những tài liệu như vậy. Sự hiểu biết về kẻ thù mà những tài liệu này cung cấp đã giúp chúng tôi chuẩn bị các kế hoạch đối phó với chiến lược của kẻ thù. Sự thất bại hoàn toàn của địch trong trận ấp Bắc đã buộc Mỹ phải từ bỏ chiến tranh đặc biệt để đi tìm kiếm một chiến lược mới." Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm và em trai của ông bị giết. Phạm Xuân Đần kể: "Nhiều người là cấp trên của tôi đã nhận định sai, rằng sau khi loại bỏ Diệm, Mỹ sẽ tìm cách rút khỏi Việt Nam. Ngày 28 tháng 7 năm 1965, Mỹ mới đưa ra cam kết quy mô lớn cho miền Nam Việt Nam. Thế mà từ những năm 1964, Phạm Xuân Đần đã bắt đầu gửi đi những báo cáo về điều này trong thời kỳ Nguyễn Khánh làm quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Phạm Xuân Đần nói với tôi rằng CIA đã biết về những đề nghị bí mật của Nguyễn Khánh muốn bắt tay với Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Nguyễn Khánh sau đó bị phế truất. Phạm Xuân Đần nói đó là lý do vì sao tôi biết rằng Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ miền Nam Việt Nam. Sau này tôi mới biết rằng một số người ở Hà Nội đã nghĩ khác, nhưng lúc ấy tôi không biết họ đã nghĩ như thế nào. Tôi chỉ gửi cho họ sự phân tích trung thực của tôi và sau này mới biết là tôi được thưởng huân chương." Khi được hỏi về cái chết của những người Mỹ và người Nam Việt Nam trong các trận tấn công Tết Mậu Thân, cũng như những lời mà đơn vị tình báo cụm H-63 của ông đã từng khoe giết chết được nhiều lính Mỹ, Phạm Xuân Đần quả quyết rằng chưa bao giờ có ai từng nhìn thấy ông làm đau một người nào. Khi tôi bảo với Phạm Xuân Đần rằng những chuyện này là có thật và người ta đã chết, ông đáp rằng đây là những thương vong của chiến tranh. Ông hơn một lần nói rằng đây là những người bạn của tôi không làm đau họ, nhưng trong chiến tranh, những điều khủng khiếp đã xảy ra đối với nhiều người. Tôi đang bảo vệ đất nước tôi. Cuối năm 1967, Thiếu tá Tư Cang, 40 tuổi, tổ trưởng mạng lưới tình báo quân sự cụm H-63 đặt chân đến Sài Gòn. Trước đó vài tháng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ở Hà Nội đã thông qua nghị quyết về tổ chức một cuộc tiến công và nổi dậy mới đánh vào Trung ương thần kinh của chính phủ Bù Nhìn miền Nam. Mục tiêu chính là Sài Gòn. Ngày hành động được ấn định vào Tết Mậu Thân, tức là ngày 31 tháng 1 năm 1968. Nghị quyết này chỉ dành cho chưa đầy 3 tháng để thu thập tin tức tình báo và lên kế hoạch chiến lược cho trận tấn công. Tướng Trần Văn Trà, chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng ở miền Nam từ năm 1963, lãnh trách nhiệm về các hoạt động chiến thuật và chiến lược trong cuộc tổng tiến công. Ông Trần Văn Trà phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới tình báo của ông ở Sài Gòn. Tư Cang hiểu rằng ông cần phải dành càng nhiều thời gian với điệp viên thượng hạng của mình là Phạm Xuân Đần thì càng tốt. Phạm Xuân Đần đã giúp Tư Cang vạch kế hoạch cho trận tấn công vào dinh Tổng thống. Phạm Xuân Đần gặp may vì tướng Westmoreland, tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam, đã tạo ra một hội đồng hợp tác bao gồm sự phối hợp toàn diện của các cơ quan dân sự và quân sự. Nhiều tổ chức cử đại diện vào tham gia hội đồng. Trong số những đại diện này có cả các nguồn tin của Phạm Xuân Đần đang làm việc ở các cơ quan như Bộ Nội vụ, Cảnh sát Quốc gia và cả Tổ chức Tình báo Trung ương miền Nam Việt Nam. Nhờ đó mà Phạm Xuân Đần có thể giúp Hà Nội cập nhật mọi thông tin. Ông Tư Cang nói rằng
Phạm Xuân Đẩn đã thật sự đóng góp vào những thay đổi lớn lao bắt nguồn từ kết quả của cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Chẳng bao lâu sau, tướng Westmoreland bị thay thế, Tổng thống Johnson phải về vườn và Hoa Kỳ phải bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Phạm Xuân Đẩn đã góp phần vào việc lần ra manh mối về toàn bộ kế hoạch chiến tranh của Mỹ. Những báo cáo của Phạm Xuân Đẩn là một chìa khóa để hiểu việc Johnson phải đi tới Paris tìm kiếm hòa bình. Phạm Xuân Đẩn được thưởng tấm huân chương thứ 3 vì những đóng góp trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Một sứ mạng cuối cùng của ông vẫn còn ở phía trước, đó là tham gia đánh bại chế độ Sài Gòn. Kiên định một con đường, nhưng nhà tình báo của chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều nghi ngờ rằng liệu trên thực tế ông có làm việc như một điệp viên hai mang hay không. 7. Những lời buộc tội. Phạm Xuân Đẩn nói, mọi người trong Tổ chức Tình báo Trung ương miền Nam Việt Nam, CIO, ai cũng nghĩ tôi là người của riêng họ. Nhưng họ thật sự chỉ là nguồn tin tốt nhất của tôi. Phạm Xuân Đẩn nói rằng sau tổng tấn công Tết Mậu Thân, ông bị CIA tiếp cận mời làm việc cai quản một trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt ở Tây Ninh, giữa chiến khu B và vùng C, vốn được biết đến như là một vùng thâm nhập của Việt Cộng. Nếu chấp nhận, Phạm Xuân Đẩn sẽ đóng vai một nông dân, trông coi công nhân và viết báo cáo. Ông sẽ phải rời bỏ tạp chí Time và trở thành một điệp viên hai mang, một nghề mà ông không thích làm. Phạm Xuân Đẩn nói, tôi quyết định không xin ý kiến cấp trên của mình về việc có nên chấp nhận lời mời hay không, bởi vì tôi không thích làm việc như một điệp viên hai mang. Nghĩ rằng có lẽ Phạm Xuân Đẩn không thích là một ông chủ trang trại chăn nuôi bò, nên lại chính nhân viên CIA từng tiếp cận ông trước đây nay tiếp tục đưa ra gợi ý rằng Phạm Xuân Đẩn mở một nhà máy đồ hộp ở Nha Trang và Vũng Tàu. Cũng giống như đề nghị lần trước, mục đích là để giám sát các hoạt động nếu có của Việt Cộng. Nếu chấp nhận thì công việc của ông chỉ là quan sát hoạt động trong các ngư dân cập cảng để bán cá. Vì lúc đó CIA đang cố gắng xác định xem những thuyền nào sử dụng để chuyên chở vũ khí thâm nhập miền Nam, Phạm Xuân Đẩn cũng nhanh chóng khước từ lời mời này. Một lời mời gây tò mò khác do CIO đưa ra với Phạm Xuân Đẩn ngay sau sự kiện ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Biết rằng phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời đang ở tại một khách sạn gần đó, nay là khách sạn Hyatt, CIO liền ấp ủ một kế hoạch đặt thiết bị điện tử nghe trộm tiệm cà phê Rivergan. CIO tin chắc rằng sẽ thu được những thông tin quý giá từ các cuộc chuyện trò của các đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời liên quan đến các kế hoạch thành lập chính phủ liên hợp của họ. Rivergan là tiệm cà phê của tư nhân nên CEO muốn vợ chồng ông Phạm Xuân Đẩn và nhất là bà Thu Nhàn đứng ra mua lại tiệm cà phê Rivergan bằng tiền của CEO. Phạm Xuân Đẩn không muốn tham gia phần nào trong kế hoạch này, tuy nhiên việc đặt máy nghe trộm tiệm cà phê Rivergan vẫn được tiến hành. Theo đó, một phần của tiệm cà phê Rivergan sẽ được sửa chữa nâng cấp thành quầy kem và cà phê sữa nhằm che đậy mục đích thực sự là đặt thiết bị nghe trộm. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng có những lúc này lúc khác, Phạm Xuân Đẩn có thể cũng đã từng làm việc trong một số vai trò nào đó cho CIA. Richard Pin, trưởng phân xã hãng tin AP tại Sài Gòn từ năm 1970-1973, nhớ lại rằng hàng ngày từ chiếc bàn quen thuộc của Phạm Xuân Đẩn trong tiệm cà phê Rivergan, Phạm Xuân Đẩn chia sẻ các mẩu tin, những phân tích về tình hình chính trị cho các phóng viên người Việt làm việc cho các tòa báo và hãng thông tấn nước ngoài. Đội quân báo chí thường hay nói đùa rằng bất cứ ai có liên hệ với Phạm Xuân Đẩn chắc phải là người của CIA. Ai cũng biết rằng trong các tổ chức công đoàn lao động thân chính phủ có đầy người của Cộng sản. Một nhân viên CIA hỏi Phạm Xuân Đẩn rằng ông có muốn làm việc dưới vai trò ngụy trang là chuyên trách đưa tin về công đoàn hay không. Nếu đồng ý, chỉ cần ông để mắt tới những hoạt động đáng nghi vấn của Việt Cộng là được. Đổi lại, CIA sẽ cung cấp cho Phạm Xuân Đẩn những thông tin gây chấn động nhằm tạo điều kiện cho ông nâng cao uy tín của mình tại tạp chí Time. Phạm Xuân Đẩn nói với tôi rằng ông đã từ chối lời mời này của CIA, viện cớ rằng ông đã có những nguồn tin tốt rồi, nhưng thực tế ông biết rõ làm công việc đó là quá nguy hiểm cho vỏ bọc của ông. Sau khi chiến tranh kết thúc, Phạm Xuân Đẩn phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc liệu trên thực tế ông có làm việc như một điệp viên hai mang hay không. Phạm Xuân Đẩn nói, tôi bị theo dõi rất chặt chẽ, vì tôi là người duy nhất trong suốt 23 năm không hề bị bắt lần nào. Và người ta muốn biết vì sao lại có thể như thế được.
Người ta không thể kiểm tra được các mối quan hệ của tôi vì tôi tự làm mọi việc cho mình. Tôi là một trường hợp đặc biệt vì chẳng có ai ra lệnh cho tôi cả. Tôi không có người chỉ đạo hàng ngày. Tôi chỉ viết báo cáo rồi gửi đi và cho đến ngày chiến tranh kết thúc. Chẳng ai nói nửa lời về báo cáo của tôi, trừ trường hợp về trận ấp Bắc. Sau chiến tranh, tôi đã viết tất cả mọi điều tôi đã làm trong một bản tường trình để được tuyên dương công trạng mà tôi sắp được nhận. Tôi đã viết như vậy nhưng sau đó được yêu cầu viết thêm. Họ muốn biết tất cả mọi mối quan hệ của tôi. Họ muốn tôi nói rõ tên tuổi bạn bè của tôi, những người tôi đã cùng làm việc trong toàn bộ những năm tháng đó. Tôi đã từ chối. Tôi đã từng có quá nhiều bạn bè, những người luôn tin tưởng tôi. Tôi cũng không bao giờ tiết lộ nguồn tin của mình. Phạm Xuân Ẩn cảm thấy đau đớn bởi lá thư của một đồng nghiệp tạp chí Time trước đây tên là Gia Linh Grant viết năm 2005 gửi cho tờ New York. Trong lá thư này, Gia Linh Grant đã buộc tội Phạm Xuân Ẩn thế này. Trong khi làm gián điệp cho Bắc Việt Nam, Phạm Xuân Ẩn đã biến các phóng viên của tạp chí Time thành một mạng lưới tình báo không cố ý cho Hà Nội. Tạp chí Time có các nguồn tin cao cấp thường cung cấp những thông tin mật với điều kiện phải được giữ kín và chỉ được sử dụng để hiểu bối cảnh. Nội dung của các cuộc thông báo tin tức bí mật được lưu hành nội bộ trong một ấn phẩm gọi là sổ tay tạp chí Time. Đó là những báo cáo của người trong cuộc từ Nhà Trắng, từ Bộ Ngoại giao và từ Lầu Năm Góc. Cuốn sổ tay này được lưu hành đến các phân xã của tạp chí Time trên khắp thế giới cùng với những điều kiện thận trọng về bảo mật. Với tư cách phóng viên tạp chí Time, Phạm Xuân Ẩn đã tiếp cận được tài liệu này. Frank Mark Kulok, trưởng phân xã tạp chí Time tại Sài Gòn những năm 1960, rất thất vọng về những lời buộc tội nói trên đối với Phạm Xuân Ẩn, đến mức ông phải viết một bài về quan điểm riêng của mình để gửi cho báo New York. Bài của Mark Kulok không được đăng, nhưng tác giả đã gửi cho tôi một bản sao như sau. Việc trước đây và hiện nay, tôi vẫn tôn trọng Phạm Xuân Ẩn, không có liên quan gì đến việc ông ấy là một người cộng sản, và tất cả những gì thuộc sự toàn vẹn của ông, nghề tình báo của ông và tình yêu nước cháy bỏng của ông. Nhất định là tôi không có lý do gì để nghi ngờ ông vì hai lý do. Một là những bài viết của Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ gợi lên điều gì trùng hợp với quan điểm của Cộng sản. Và tôi tha thiết mong rằng những hồ sơ cũ được thanh tra để kiểm chứng điều đó. Hai là bây giờ giả thiết ngược lại rằng không phải Mỹ đưa nửa triệu quân vào Việt Nam nữa, mà hơn nửa triệu lính Việt Nam đổ dồn vào một khu vực rộng bằng California, một bang của Mỹ có diện tích tương đương Việt Nam. Và chúng ta không tin cái lý do họ đưa ra về sự có mặt của họ ở đó, chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Đó là đất nước của ông ấy, chứ không phải là đất nước của chúng ta. Nhưng mỗi một sai lầm đều khiến chúng ta phải trả giá đắt. Trước đây tôi đã không, và hiện nay tôi vẫn không tán thành hệ tư tưởng của ông Phạm Xuân Ẩn. Nhưng tôi từ chối thay đổi niềm tin của mình rằng Phạm Xuân Ẩn có toàn quyền giữ hệ tư tưởng của ông. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, Phạm Xuân Ẩn nghĩ rất nhiều về sự an toàn của mình, của gia đình và bạn bè mình. 8. Tháng 4 âu lo. Cuộc tấn công cuối cùng vào Sài Gòn sắp bắt đầu. Kết cục của cuộc chiến tranh đến nhanh hơn mọi người nghĩ. Phạm Xuân Ẩn không ngờ khi thấy gần 1 triệu quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại có thể vỡ vụn chỉ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1975. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Tháng 4 là tháng đầy lo âu đối với Phạm Xuân Ẩn, vì ông rất lo cho sự an toàn của gia đình và bạn bè mình. Ông nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ di tản sang Mỹ, nhưng tôi cứ băn khoăn không biết có nên đưa vợ con sang đó hay không. Tôi không nhận được một hướng dẫn chỉ thị nào từ Hà Nội, trong khi tôi luôn bị sức ép từ phía tạp chí Time thúc giục phải quyết định sớm. Phạm Xuân Ẩn không bao giờ bỏ mặc mẹ mình ở Sài Gòn, tuy nhiên, ông vẫn lo rằng có thể ông sẽ nhận được chỉ thị của Đảng phải đi di tản cùng với người Mỹ. Điều đó có nghĩa rằng ông sẽ phải tiếp tục sứ mạng của mình tại Mỹ mà về mặt cá nhân thì ông không hề muốn. Một ngày sau khi Nguyễn Văn Thiệu di tản, vợ và bốn con của ông Phạm Xuân Ẩn đáp chuyến bay của hãng truyền hình Mỹ CBS News rời Sài Gòn cùng với 39 nhân viên khác của tạp chí Time. Có một điều mà Phạm Xuân Ẩn không hề biết, đó là vào thời điểm ấy đang có một sự cân nhắc rất nghiêm túc của Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Chính trị về việc có nên để cho ông tiếp tục công tác tình báo của mình tại Mỹ hay không. Chính Đại tướng Văn Tiến Dũng cuối cùng đã quyết định nên để Phạm Xuân Ẩn ở lại Việt Nam. Nếu Phạm Xuân Ẩn tiếp tục công tác ở đó, chắc chắn ông ấy sẽ thu được nhiều thông tin tình báo có giá trị cho đất nước. Tuy nhiên,
Sớm muộn gì ông ấy cũng bị lộ ở nước ngoài và như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Người từng tuyển mộ Phạm Xuân Ẩn làm tình báo viên là ông Mười Hương thì tỏ ra tiếc đối với quyết định này. Khả năng của Phạm Xuân Ẩn sẽ được phát huy tối đa nếu được tiếp tục công tác tình báo ở nước ngoài. Chúng tôi hỏi ông Mai Chí Thọ về ý tưởng tiếp tục để ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo ở nước ngoài. Ông Mai Chí Thọ nói, về mặt nghiệp vụ mà nói, đó là một ý tưởng hay. Vỏ bọc ấy vẫn còn nguyên vẹn, ông ấy lại được người Mỹ tin cậy. Phạm Xuân Ẩn đã sẵn sàng, nhưng còn các điều kiện khác nữa. Ông ấy đã làm việc quá nhiều rồi. Tại Sài Gòn, người ta lan truyền khắp nơi tin đồn rằng khi quân giải phóng vào thành phố sẽ có một cuộc tắm máu. Phạm Xuân Ẩn sợ ở nhà vì biết đâu đạn pháo có thể rơi trúng nhà mình. Nhưng ông Đã Biệt cho biết riêng về một thực tế rằng những người cộng sản đã xác định ba nơi an toàn, đó là Đại sứ quán Pháp, Bệnh viện Grand và khách sạn Công ty Năng Tan của Pháp. Ông quyết định tốt nhất là cùng mẹ đến ở tại khách sạn Công ty Năng Tan. Phóng viên ảnh tạp chí Time, Sanson vừa từ nhà anh ở Bethesda, bang Maryland ở Mỹ, trở lại Sài Gòn. Đã gần trọn hai ngày đêm, Sanson không được ngủ khi ông đến gặp Phạm Xuân Ẩn tại văn phòng tạp chí Time. Sanson đã hỏi Phạm Xuân Ẩn một câu mà đã từng muốn hỏi trong nhiều năm trước. Ẩn này, chiến tranh kết thúc rồi. Chúng ta đã quen biết nhau trong 9 năm rồi. Anh có thể cho tôi biết anh là người của phía bên kia phải không? Phạm Xuân Ẩn đáp, tôi là người Việt Nam, tôi muốn ở lại đây. Sanson hỏi, sắp tới, anh có vấn đề rắc rối nào với Cộng sản không? Phạm Xuân Ẩn trả lời, vào những thời điểm như lúc này, sự hiểm nguy có thể đến từ mọi phía. Sanson nói, ok, rất tốt khi biết rằng nếu tôi bị kẹt lại ở Sài Gòn, thì còn có một trong số những người bạn tốt nhất của tôi là một người cộng sản. Phạm Xuân Ẩn mỉm cười. Cứu người cuối cùng. Bác sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên là giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội của Phủ Tổng thống, bị lỡ nhiều cơ hội để đi. Vợ ông và các con đã sang Singapore dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Anh. Trong 12 năm qua, ông Trần Kim Tuyến khi thì ở trong tù, khi thì bị quản thúc tại gia. Trần Kim Tuyến ở vị trí cao trong danh sách của CIA về những người di tản. Từ nhà riêng của mình, Trần Kim Tuyến tìm cách liên lạc với các sứ quán Anh, Mỹ, Pháp, cũng như với các bạn nhà báo, nhưng tất cả các đường điện thoại đều đã bị cắt. Cuối cùng, Trần Kim Tuyến nối được máy với khách sạn Công ty Năng Tan. Trần Kim Tuyến tới văn phòng tạp chí Time hỏi Phạm Xuân Ẩn có đi di tản không? Ông Ẩn trả lời, không. Tạp chí Time đã đưa vợ con tôi ra khỏi đây rồi. Giờ tôi không thể nào đi được. Mẹ tôi già quá, lại ốm nữa, bà cần có tôi bên cạnh. Tất nhiên, anh phải đi. Chuông điện thoại reo. Đó là phóng viên Dan Sutherland điện thoại cho Phạm Xuân Ẩn kiểm tra về việc di tản. Trước khi ngắt lời Dan Sutherland, Phạm Xuân Ẩn nói, Dan này, chúng tôi cần anh giúp đỡ đây. Nhanh lên, xem anh có thể liên hệ với sứ quán Mỹ và bảo với họ rằng bác sĩ Trần Kim Tuyến vẫn còn đang ở đây với tôi và họ cần phải đưa ông Trần Kim Tuyến ra khỏi đây ngay. Dan Sutherland đã liên hệ được với sứ quán Mỹ và đã trò chuyện với trưởng trung tâm CIA là Tom Ponga. Tom Ponga dặn nếu Trần Kim Tuyến không thể đến sứ quán Mỹ được thì đến ngay số nhà 22 đường Gia Long. Đó là một tòa nhà căn hộ được cơ quan viện trợ phát triển quốc tế Mỹ sử dụng. Tầng trên cùng của tòa nhà này được phó trưởng trung tâm CIA sử dụng và lúc này được sử dụng làm bãi đỗ cho máy bay trực thăng chở người di tản. Tên của Trần Kim Tuyến cũng được đưa vào danh sách tại đó. Trần Văn Đôn từng làm phó thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng trong nội các cuối cùng của Nguyễn Văn Thiệu. Lúc Trần Văn Đôn tới được tòa đại sứ Mỹ thì tình hình ở đó lộn xộn cũng giống như khi Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đến. Trần Văn Đôn được hướng dẫn đến số nhà 22 đường Gia Long, đó là cơ hội cuối cùng dành cho ông ta. Khi Trần Văn Đôn lên được đến tầng thượng của tòa nhà thì Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đi xe hơi cũng vừa đến được. Trần Kim Tuyến không gặp may như Trần Văn Đôn, những người lính gác đã đóng cổng và khóa lại. Phạm Xuân Ẩn liền phanh gấp cho xe hơi dừng lại, nhảy ra quát. Theo lệnh của đại sứ, người này phải được cho vào. Những người lính gác trả lời rằng không một ai khác nữa được phép vào trong, trên nóc nhà, chiếc máy bay trực thăng cuối cùng chuẩn bị cất cánh. Nhưng khi cổng đang từ từ khép lại, Phạm Xuân Ẩn theo bản năng chạy lại dùng tay trái chặn cổng, rồi lấy tay phải đẩn mạnh Trần Kim Tuyến với dáng người bé nhỏ chui qua cổng. Khe hở lúc đó chỉ còn khoảng chưa đầy nửa mét,
Không có thời gian cho hai người nói lời tạm biệt và cảm ơn, Phạm Xuân Ẩn nói chạy. Cùng lúc đó, hai hàng nước mắt bỗng lan xuống gò má ông. Trần Kim Tuyến cũng khóc và chẳng thể nói được điều gì ngoài câu tôi sẽ không bao giờ quên. Vài thập kỷ sau, Dan Sutherland nhớ lại cái ngày tháng 4 năm 1975 ấy. Vào cái ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, Phạm Xuân Ẩn đã giúp cứu mạng sống của một người từng ra sức chống lại những mục tiêu mà ông Ẩn đang bí mật theo đuổi và phụng sự trong suốt cả cuộc đời mình. Tôi sẽ luôn luôn nhớ tới ông Phạm Xuân Ẩn về điều đó. Trần Kim Tuyến sẽ không bao giờ quên những gì mà Phạm Xuân Ẩn đã làm tốt cho mình. Sau này, Trần Kim Tuyến nói với các bạn rằng ông ta chỉ tin cậy hai người hơn bất kỳ ai khác, đó là Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi biết cả hai người này đều là những điệp viên cộng sản, Trần Kim Tuyến nói rằng nhìn nhận lại quá khứ, ông ta có thể nghi ngờ Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông không thể nào tin được Phạm Xuân Ẩn đã làm việc cho cộng sản. Phạm Xuân Ẩn không bao giờ để lại một bằng chứng nào dù là nhỏ nhất. Còn Phạm Xuân Ẩn ở lại. Phạm Xuân Ẩn luôn thấp thỏm chờ đợi. Vài tuần sau ngày giải phóng, có người của lực lượng an ninh chế độ mới đến gặp nhà tình báo của chúng ta.